Rồi tiếp tục lên máy cho mọi người xem nha. Anh em cô chú theo dõi ha, thấy con nào ưng thì mình chốt ha, gọi điện vào nha mọi người. Này là con Huena 40, 40 ly nha, 40cc, made in Sweden thì điện nha. Đó, này chưa vệ sinh nha, này mới về thôi. Về rất là nhiều. Thì có sao em bác vậy luôn nha. Cứ bóc con nào lên lên em đánh. Cái này nó đẹp nha. Đúng rồi, này bẩn thôi. Đó, về vệ sinh ra nha. Bãi. Ốp lam đẹp ghê ta. Chuông. Chuông đồ còn zin hết nha. Đó. Chuông đầu máy đủ đồ. Thì cái tay cầm này nó hơi bị cắn xuống nè mọi người. Vì sao biết không? Đi container nó chắc hàng đè lên đấy. Cái tay này nó cắn xuống về mọi người nén nó lên lại hơn. Nén nó lên lại nha. Tay nó tay nhựa mà. Cũng dễ xử lý thôi. Đó. Còn lại thì hàng là zin nha. Đó. Máy là đủ đồ chính nha mọi người nha. Về dọn. Này... 40cc nha. Thì cái đầu này đã giật hơi cho mọi người nghe nè. Tiếng hơi rất là căng. Ok, cái đầu này để cho mọi người 1.6 triệu nha. Đó, đầu này 1.6 triệu. Anh em nào về lấy về tự dọn nha. Rồi thêm bộ đăng sức vào các 40cc nha mọi người. 40 ly máy tầm trung. Đầu máy không à nha, 1.6 triệu nha, không bao ship.